Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại bến xe trung tâm Lào Cai, lượng khách đi lại tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ do các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải có sự chủ động chuẩn bị tốt phương án phục vụ. Ngày 29 tháng 1, tại bến xe trung tâm có rất đông hành khách về xuôi, nhất là học sinh sinh viên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết. Bên cạnh đó, lượng khách từ các tỉnh miền xuôi lên Lào Cai năm nay cũng tăng khoảng 60-70% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày, tại bến xe trung tâm có 110 lượt xe xuất bến. Các nhà xe cũng tăng cường hơn 20 xe để phục vụ khách trong ngày cao điểm. Cái việc mua vé online trước rất thuận tiện. Đến đây chúng em chỉ cần ra lấy vé và có thể lên xe luôn. Cái việc thanh toán cũng rất là nhanh chóng vì có thể chuyển khoản hoặc là dùng tiền mặt để thanh toán. Rất thuận tiện cho việc lấy vé. Nhân viên thì hướng dẫn nhiệt tình và em được chỉ bảo là xe nào rồi hàng hóa sắp xếp như nào. Ghế chỗ ngồi cẩn thận, chu đáo, tận tình. Để đảm bảo cho khách đi lại an toàn thuận tiện, Ban Quản lý Bến xe Trung tâm chỉ đạo các đơn vị vận tải tổ chức bán vé sớm, bán vé theo đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng lợi dụng tăng giá, chậm chuyến, hủy chuyến, đồng thời kiểm soát chặt chẽ phương tiện và người lái, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Hiện nay tại Bến xe Trung tâm có khoảng các doanh nghiệp đăng ký là khoảng 250 đầu xe khai thác tại Bến xe Trung tâm. Hiện nay thì thực tế hàng ngày thì mới đang xuất bến khoảng trên 100 chuyến xe một ngày. Như vậy là dư địa của cái việc phương tiện dự phòng và phục vụ cho cái việc tăng cao các cái ngày lễ hội đầu xuân là đảm bảo thỏa mãn được các cái nhu cầu tăng cao có thể đạt đến 100% lên. Như vậy thì các cái phương án mà chúng tôi đã triển khai cụ thể cũng như phối hợp với các doanh nghiệp là hiện nay đã đảm bảo đủ các yếu tố cần và đủ an toàn. Đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, các cơ quan chức năng chỉ đạo các đơn vị vận tải chủ động phương án phục vụ, đảm bảo cho những chuyến xe an toàn, nhanh chóng và thuận lợi.